Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần thi năng khiếu của đội số 3 là đội Huấn A. Xin mời đội Huấn A sẽ thể hiện phần thi năng khiếu của mình. Quý vị khán giả chúng ta hãy cho đội Huấn A một tràng pháo tay để cổ vũ nhiệt tình cho đội. Có thì mình hát, có ảnh hưởng gì
đến làng xóm láng giềng đâu mà bạn hay kêu cả thật lắm. Ôi giời, tôi mệt với các ông này lắm rồi. Bố mẹ ơi, chúng con đi học về rồi. À, hai đứa về rồi à? Dạ. Ôi, hai con cất cặp đi để tí nữa chúng ta cơm nhá. Dạ. Ông à, tôi nói thế này này, ông nhìn tiền nhà mình tháng này đi, rồi à, ông tiết kiệm hộ tôi, chứ một mình tôi hơi xương ngoài nắng, ông thì suốt ngày ca ra rồi ok rồi điều hòa lên. Ông có biết không, các con đi học tôi cũng không có tiền phải đi mượn người ta đâu mà. Bố mẹ ơi, bố mẹ có chi mà tốn tiền với nhau thế à? Có gì đâu con, mẹ mày đến đây nộp tiền điền về cũng mấy trăm ngàn, về đòi sống mới chết. Thế bố có nói gì đâu mà không chết sao được. Tiền điền các con xem, tiền điền tháng này nhà mình nhiều lắm các con ạ. Mẹ phải đi vay của người ta để trả tiền điền đấy. Bố à, ở trường con có tổ chức trường học chung tay tiết kiệm điền, con đã học được rất nhiều điều. Điền là nguồn tài nguyên chính của quốc gia, tiết kiệm điền là ích nước lời nhà, tiết kiệm điền vì lợi ích của cộng đồng đấy bố ạ. Chứ mà là thôi mà bị lại lên giọng dày đời đấy. Quá tức là tiết kiệm. Bố ạ, ở chúng con có các chú điện biển lực để tuyên truyền là ra khỏi phòng phải tắt điện, xem tivi xong phải tắt đấy, ngay tủ lạnh, mở lại cái tắt đi bờ vừa phải, đi ra khỏi nhà. Chúng ta phải quan sát xung quanh xem đã tắt hết các thiết bị điện chưa. Để tắt làm như thế sẽ chống được thất thoát điện và tiết kiệm được chi phí trong nhà mình đấy bố ạ. Đấy, ông nghe chưa? Nhưng mà... đứa lớn cũng biết và đứa nhỏ cũng biết, đi học nó được học, được tuyên truyền. Thế ông suốt ngày ông ngồi ông hát để hò, ông biết chưa? Nhưng mà này, bố nghĩ là này, bà đưa một cái nồi cốc cánh măng mà nấu hết cả buổi trên bếp ra. Có một tí thôi mà ông cũng nói. Với hai đứa giặt giũ xả nước hết cả một buổi, thế có phải lãng phí không? Mà tôi chỉ có hát cái tí bà mặt hầm để tăng cái tình hình của tôi mất. Ông à, ông nói ra tôi cũng hiểu. Hôm nay tôi đi nộp tiền điền này, bác Toàn cũng bảo với tôi phải biết tiết kiệm. Thôi các con lại đây để mẹ nói. Các con à, từ nay chúng ta hãy xây dựng tiết kiệm năng lượng điện cho nhà mình nhé. Dạ vâng ạ. Dạ thưa bố mẹ, con xin có ý kiến để hành động tiết kiệm này được thiết thực trong nhà mình. Con muốn cảm bố và mẹ hãy hô to cho con cùng hiểu. Cùng nhau chung tay tiết kiệm năng lượng. Cô đã hiểu của đơn vị bản thân đang xuất hiện.